Hello cả nhà. Các bác nhận ra đây là cây bơ gì không? Đây là cây bơ 034 của em. Những cây bơ 034 của em thì cơ bản nó ra trái, ra bông. Đấy, và nó đậu quả thì em vẫn để làm sao mà nó vẫn còn lá trên cây. Đấy. Nên là nó không có rụng trụi. Thì các bác nhìn cái cây bơ của em, các bác sẽ thấy là tại sao mà nó cứ von lên cao, vì lý do này là ngày xưa em trồng tương đối dày mà xung quanh là la thái nó trùm rồi. Nên em phải co cái cành bơ 034 như ngắn á, cho nó lên cao. Đấy. Thì bây giờ em sẽ quay về cái tốc độ đậu trái của cái bơ 034 trong vườn của em cho các bác xem. Tại vì cây nào nó cũng thế. Đây, cây này rồi, cây kia này, những cây kia. Đấy. Thì cái này này em chia sẻ cái quá trình là mình làm trái thôi, chứ còn không có phải là để hướng dẫn hay là bảo là chỉ bảo bất cứ ai nhé. Còn đây là trên kia nó cao quá, mình không trèo lên được, thì em sẽ zoom cho các bác xem về cái tốc độ đậu trái của nó. Ồ, nhìn khó nhỉ. Quá khó luôn, nhưng trên kia đánh đống quả luôn các bạn. Đây, các bạn có thể nhìn sơ sơ thấy những quả đây. Đó. Đây. Đó, nhìn cơ bản là những cái quả này nó rất nhiều. Đấy, nó li ti như đầu lũa và đầu ngón tay cái là có rồi. Các bác chắc khả năng chỉ nhìn đến những cái quả nó bằng ngón tay cái thôi đúng không? Thì em quay gần lại cho các bác xem. Đây. Đây. Đấy, bơ 034 đây. Đấy, đây là cái giống bơ 034 của em, là cái trái rất to các bác nhé. Đấy, trọng lượng đến khi mà cân ấy là như có những trái 8 lạng đấy, 8-900 gram đấy. 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 Đấy, các bác nhìn này, đây tỷ lệ đậu trái của nó này. Đấy, một chùm này cũng là khoảng 5-7 quả rồi. Đấy. Bên này nó rất sai đây, các bác có thể nhìn, em quay cho các bác xem này. Đó, các bạn thấy không? Đây, ra đây thì nhìn nó rõ hơn này. Đó, nên là khi làm bơ 034 là không được để rụng trụi lá các bác nhé. Em nhắc đi nhắc lại là không được để làm trụi lá. Rụng trụi lá thì sẽ tỷ lệ đậu trái sẽ cực kém. Đây, cây này bây giờ trên đó thì nó nhìn nó vô cùng nhiều trái luôn. Đấy. Đấy. Tất nhiên nó còn rụng sinh lý, chứ nó không phải tất cả nó đều sai như thế này. Nó còn rụng sinh lý nữa. Đấy. Như đây, cái cành này đây. Các bạn này. Đấy, nó bầu lại trái này. Những cái cành này phải lần được tới khoảng là 6-7 quả rồi này. Đấy. Đó, các bạn thấy không? Thì mình chỉ cần nó đậu cho mình được khoảng 2-3 trái một cành như thế thôi, không cần phải nhiều. Đấy. Giờ em sẽ quay những cây khác cho bác xem nhé. Tại vì để xem cái tỷ lệ đậu trái khi mà mình làm bơ 034 á, là mình để lá là nó đậu như thế nào. Đây. Chứ còn nó sai lắm. Đây. Tối quá, trời tối không nhìn rõ đây. Đây, các bạn thấy không? Xiên sang bên này đậu rất nhiều các bạn. Đấy, bây giờ em sẽ quay những cây bơ khác cho các bác xem nhé. Rồi em sẽ tiếp tục em sang cái cây bơ này. Đấy. Cây bơ này thì cái đây là cái chồi này, cái chồi mà em cắt này nó mọc cái chồi ra thì nó có thể nó sẽ đậu được khoảng chỗ này thì có khoảng chục quả thôi. Đấy, chỗ này thì khoảng chục trái thì không không tính, tại chồi non mà. Nhưng mà chắc em phải trèo lên đây một tí. Trèo đây một tí. Nhiều bác điện cho em nhưng em không bắt máy được tại vì bận quá các bạn. Các bác thông cảm. Ê. Này. Các bác nhìn 034 của em tốc độ đậu trái này. Đó. Đây. Này. Đấy, các bác có nhìn thấy cái tỷ lệ đậu trái của nó kinh khủng không? Đấy, như cành này đây. Cành nhỏ nhỏ này nó 3 trái rất đẹp. Tuyệt vời luôn này. Đó. Đấy, như cái chùm này thì nó phải đến khoảng 10+ quả này. Nó li ti nhiều lắm các bạn, sai lắm. Đây. Bên này thì nữa. Ui giời. Ui, em treo xuống. Treo lên đây sợ nó toạc cái cành nó gãy các bạn. Gãy này rất là phí. Đi bơ của mình đậu trái nha mà. Này. Đây. 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 Đây các bạn nhìn đậu này. Thì đậu trái của nó ghê gớm. Nên là mình làm bơ 034 thì các bác nhớ là cho em là đừng có làm trụi cành, trụi lá hết. Nhớ phải để lá để cho nó hút cái dinh dưỡng á. Quang hợp nó mới nuôi trái này. Trái đây. Đấy. Thì cái này này em chỉ quay để mà chia sẻ với các bác, hai nữa là để nói một cái điểm để các bác lưu ý cho em rằng là về làm bơ là các bác không nên để nó rụng trụi lá là một. Tại vì chúng ta chuẩn bị lân này cho nó trước khi nó vào làm bông này.
để cho lá nó dày xanh lại. Thứ hai là phải giữ được cái độ ẩm thường xuyên, ít thôi nhưng phải thường xuyên. Đấy, giai đoạn mình ủ bâm thì không nói, nhưng mà cái giai đoạn mà mình làm trái là không được để cho nó khô hạn quá. Nhiều bác để nó khô hạn quá là làm trái rất là khó nhé. Các bạn thấy nó sai không? Đấy. Thứ hai, ba nữa là các bác nhớ là phải phun nấm khuẩn trong cái giai đoạn chuẩn bị nó nở bông. Ví dụ bắt đầu nó sổ nhụy là các bác phải phun nấm khuẩn với cả bo canxi một ít thôi, nhẹ thôi. Đấy. Rồi dùng một ít thuốc sâu lưu dẫn, chứ các bác dùng toàn thuốc sâu nóng thôi, phun là cái bông của nó không đạt được đâu, nó sẽ rụng hết. Đấy. Chứ còn nếu mà làm mà để cho nó lá nó tốt nó đẹp thế này này, cây bơ muốn nó năng suất ấy, nó đậu nhiều trái, thì các bác khi mà sổ nhụy ra bông thì chúng ta không được để trụi cây. Đấy, nhắc đi nhắc lại như thế. Chứ còn em thì em làm ít bơ chứ không có nhiều, tại vì vườn của em đa phần em làm na thái là nhiều. Cây bơ em đều phải co cành lại. Đấy, để ít thôi, để cho nó thành một tròm thôi. Nhưng mà để cho nó đậu trái thì chúng ta cũng phải lưu ý rất nhiều thứ. Đây, hoa thì đậu này. Đó. Đây. Nhiều bác điện cho em mà em không bắt máy được, thông cảm nhé. Tại vì em rất là bận công việc. Đấy, vấn đề là em làm video như này thì em chia sẻ với anh em ấy, với các cô dì chú bác ấy, là để mong mình là làm thành công hơn thôi. Đấy, chứ còn em không có được phải kỹ sư để đi hướng dẫn từng bác phải làm như thế nào. Đấy. Tại vì nó rất khó, nó rất cần rất nhiều thời gian. Nếu mà mình sống với cái nghề để hướng dẫn tư vấn ấy, thì nó khác. Còn bản thân em là em chỉ làm vườn của em xong rồi em chia sẻ lên. Đấy. Bác nào mà chụp ảnh quay phim của mình á, hoặc là muốn hỏi về để kỹ thuật làm thì các bác lên chuẩn bị hỏi từ tháng 9 tháng 10 á. À, tháng 9 tháng 10 dương lịch á thì mới có thời gian mà chuẩn bị, đúng không? Chứ còn bây giờ nó ra bông, nó sổ nhị, nó rụng hết rồi, bây giờ mới hỏi thì cũng không giải quyết được gì đâu. Đấy, cũng không giải quyết được gì. Bên này là cây bin cơ tông. Bên này để hái mà xào thịt bò ăn nhất luôn này. Bin cơ tông nó ra rất nhiều loại trái khác nhau. Đã mới ra hoa và đậu trái to. Cái bin này già rồi các bác. Cái bin này bây giờ mà hái về nhà chắc phải 10 ngày đến nửa tháng nó mới chín. Bin này thì nó ra quả lúc tung. Giống bơ là ngày xưa đắt đỏ lắm. Cái chồi của nó là bằng cả thùng bia đấy các bác. Bin cơ tông ấy. Đây, cây của em nó ra lia xia này. Đây. To nhỏ khác nhau, màu xanh nó nhìn nó không rõ đâu nhưng mà nó sai lắm, nhiều quả lắm. Đây. Thì để có trái để mà thỉnh thoảng xào thịt bò rồi để cho các cháu nó ăn. Đấy, những cái trái này mà to này này, bin này thì được cái là không bao giờ đặc, gọt này là chấm muối ăn là ok luôn. Đấy, để xào thịt bò rất tuyệt vời. Nhưng hôm nay video này chủ yếu là để quay cho các bác, chia sẻ các bác là về cái cây 034 á. Đấy, trong quá trình nó sổ nhụy nở hoa chúng ta tưới thật ít thôi. Đấy, nhưng mà chúng ta phải nên tưới thường xuyên, 5-7 ngày phải tưới qua sơ qua một ít. Đấy, đừng có tưới nhiều nó rụng hết bông. Đấy, hai nữa là phải làm sao cho cây của mình không được rụng trụi lá. Đấy, bằng duy trì độ ẩm này, xong rồi là phải cung cấp đầy đủ dưỡng chất trước khi nó bắt đầu nó vào làm bông, nó không bị suy. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Đấy, cây này của em bây giờ mà đưa vào siêu lân này, bao con si mày phân bón con lá, phun cho nó cứ 7 ngày phun một lần để làm sao cái lá của nó hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng, là nó già nhanh phát là trái này cứ thế lớn thôi, không bao giờ rụng được. Đấy. Nhưng mà nó sai đi kia thì nó phải rụng vợi đi, sai lắm. Rồi thế các bác nhé, em làm video này cũng để quay trở lại cái đợt sau khi bơ 034 nó đậu quả xong. Đấy. Thì để cho các bác tham khảo. Đấy. Thì tham khảo thêm. Đấy. Để cái cách làm sao cho thành công, chứ thấy nhiều bác cũng loay hoay làm bơ 034 nó cũng rụng nhiều quá, bao nhiêu năm chả được quả nào. Nhiều khi thấy rất là thương nhưng mà không biết làm cái nào được. Tại vì thời gian của em cũng bận rộn lắm. Nhiều bác nhắn tin gọi điện không được thì các bác hết sức thông cảm. Đấy. Chứ còn bây giờ thì chỉ rất là khó để mà chữa được, tại vì nó rụng hết rồi. Đấy, phải đợi năm sau thôi, mà năm sau thì nên làm từ sớm, bài bản từ tháng 9 tháng 10 nhé. Từ tháng 9 tháng 10 dương lịch đã phải làm rồi. Còn bên các tỉnh như Lâm Đồng với Đồng Nai các thứ thì người ta làm sớm ấy, thì tháng 7 tháng 8 là người ta bắt đầu đã phải ép cây rồi nhé. Đấy, xử lý lân rồi các thứ rồi, tạo mầm rồi. Rồi, chúc các bác có thật nhiều sức khỏe nhé, làm kinh tế thật thành công. Chào các bác. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diện, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo.
Loại thứ ba là túi cước mịn phù hợp cho bưởi da xanh, nhít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng, cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.